Dạ mến chào quý cô chú ha, hôm nay tiếp tục quay trở lại làng hoa Sa Đéc. Đến nhà vườn cây giống của anh Văn Phủ có rất là nhiều mặt hàng, gồm có cây lở, cây lứa, cây giống đó quý cô chú, cây giống loại lớn ha. Thì lô này thì gồm có dòng lá trung, lá nhỏ. Quý cô chú nào yêu thích cái dòng nào thì cứ liên hệ nha. Và đặc biệt hôm nay mình sẽ báo combo nha, có combo đầu lai cho quý cô chú mình dễ sưu tầm. Dạ, rồi chào anh Thái. Rồi chào anh Vũ. Cô bác anh chị em ha, đến với kênh Pháp Thái TV. Thì hôm nay cảm ơn mấy anh em chị em đã ủng hộ em cái clip cây lớn trong vườn ha. Hôm nay em trở ra giờ em quay giống. Thì số điện thoại của em vô luôn là 0968 878 912 ha. Thì hôm nay em trở ra giờ em quay giống, gồm combo thứ nhất gồm dòng lá trung ha, tàu vàng lá trung, hồng phấn lá trung. Cái thứ ba nữa là trắng lá trung, và cái thứ tư nó đơn nhung lá nhựa đang lên búp nha mấy đỏ em. Nhung nha quý cô chú. Đỏ nhung lá nhựa. Cái thứ năm nữa là mỹ hồng. Năm màu, ngũ sắc. Cái tàu vàng ha mấy anh em, cao 60 ha. Hàng chậu hết nha quý dạ. Cô chú. Hàng này cao thì cũng gần 60. Đó. Còn hàng trắng lá trung này thì cao hơn 60 ha mấy anh em. Đỏ nhung. Đơn nhung lá nhựa cao khoảng 65. Đặc biệt mỹ hồng là cao khoảng 75 nha mấy anh em. Cái dòng này thì nói chung là nó một cốt hết nha mấy anh em, đang bông hoa vậy ha. Đó, phơm tàn nè, đẹp cực kỳ luôn nha mấy anh em. Đây thì cũng vậy, nó một cốt hết, không có nào bụi chân nha mấy anh em. Trắng. Đơn dung lá nhựa, phơm tàn nó rất là đều nha mấy anh em. Này đang chuẩn bị lên bông nha mấy anh em. Lên bóp kẹo chân mấy anh em. Rồi. Đó. Và cuối cùng là mỹ hồng, quá trời phơm tàn đẹp mấy anh em ơi, thoát thân rồi nè. Ghế ra đụng đít hết rồi. Nè, ghế rồi mấy anh em. Đó. Thì combo thứ nhất gồm tàu vàng, hồng phấn lá chung và trắng trắng lá chung, đơn dung lá nhựa với lại mỹ hồng gồm 5 loại. Combo này có giá là 400.000 nha mấy anh em. 400.000 bao phí ship cho mấy anh em luôn ha. Rồi, 5 loại ngũ sắc 5 màu. Dạ. Đó, cây thì nói chung nó trên lai là nó có bông hoa gì em giao lưu rồi có mặt bông ha. Rồi, tiếp theo cũng vẫn là 5 loại dòng lá nhỏ. Cái này là lá nhỏ nha mấy anh em. Đó, cái thứ nhất là hồng phấn phát tím. Cái hai nữa là vàng cam. Cái thứ ba nữa là tím sen lá nhỏ. Cái thứ tư nữa là đỏ. Và cái thứ năm nữa là vàng. Đặc biệt hàng một cốt hết á. Dạ, đặc biệt hàng một cốt. Ồ. Quá trời. Phấn phát tím rồi quý cô chú. Để em lại cái cốt nó cho nó sạch đẹp ha. Đó. Này nóc thăng nha mấy anh em. Hàng nóc thăng. Phấn phát tím cao là 50 nha mấy anh em. Vàng cam. Vàng cam cao 60. Đó. Tím sen thì cao khoảng 55. Đỏ lá nhỏ nha mấy anh em. Cao khoảng 70. Đó. Vàng. Vàng này cao khoảng 60. Đó. Rồi. Combo 5 loại. Đây, đây nè. Một cốt hết nha mấy anh em. Vàng cam này thì trên thị trường cái hàng này cũng hơi khó làm ha mấy anh em, không có hàng nhiều. Tím sen với đỏ. Quá trời rực rỡ bông mấy anh em ơi. Kẹo búp hết trơn đỏ nè. Tím sen mấy anh em. Đặc biệt vàng. Quá trời vàng lên. Vàng này là cốt bự nha mấy anh em. Cốt nó bự lắm ha. Rồi combo thứ hai gồm 5 loại, gồm hồng phấn quất tím, vàng cam, tím sen, đỏ lá nhỏ và vàng lá nhỏ, thì có giá là 350.000 em bao phí ship cho mấy anh em chơi ha. Rồi đó. Đơn gồm 5 chậu. Dạ gồm 5 chậu 5 màu ha. Rồi combo thứ nhất là cũng là 5 chậu 5 màu, giá 400. Combo thứ hai cũng 5 chậu 5 màu lá nhỏ là 350.000 ha mấy anh em. Rồi để em giới thiệu cho mấy anh em một số mặt hàng trong vườn em có ha, để dẫn mấy anh em đi quay chi tiết ha mấy anh em. Tiếp theo là mình mỹ hồng trước đi. Mỹ hồng đi anh ơi. Mỹ hồng này trên chậu nhưng mà có cái là trồng hàng này thì nói chung là hàng bụi, em ghim nhiều thân ha mấy anh em. Công trình. Đó, khoảng chừng 4 thân này. Thân. Nói chung 4 năm ha. Rồi. Đều đều với nhau. Cái này về quý cô chú mình có thể tách ra được trồng mỗi cây nha. Cây nè mấy anh em. Lô này em còn khoảng trên 1000 cây nha mấy anh em. Cao khoảng 55. Tán ngang là 55 luôn mấy anh em ơi. Hàng này trong vỏ C9 ha mấy anh em. Một cây mỹ hồng như thế này thì có giá là 60.000 một cây ha mấy anh em. 60.000 là bao phí ship cho mấy anh em, đơn từ 300.000 đổ lên ha mấy anh em. Số lượng em còn rất là nhiều nha mấy anh em. Khoảng chừng 1.000 cây đặng mấy anh em. Rồi, tiếp tục mình qua bên đây mình thấy nè. Lá nhung. Lá nhung lá nhựa ha mấy anh em. Cái hàng bên đây thì em đang dưỡng ha. Dạ em đang dưỡng. Dưỡng tàn. Dạ. Cây một cốt nha quý cô chú. Này hoành cả điếu thuốc lá. Dạ dạ đúng rồi. Cây rất là mượt luôn, lá xanh mướt luôn, đỏ nhung. Dạ. Nhung lá dừa. Thì cái này em đang xịt bông, đang làm bông ha mấy nè. Tàn này nó chung là nó đẹp ha. Cao khoảng 60 nha mấy nè. Đây.
đơn nhung lá nhựa. Cái này lên bông mà chịu không nổi đâu nha mấy nè. Còn những cây phơm tàn nó rất là tròn nữa ha mấy nè. Những cây này quá trời đẹp luôn, phơm đều ha. Rồi cây này có giá là 70.000 nha mấy nè. 70.000 là bao cái ship cho mấy nè, đơn từ 300.000 đổ lên ha. Đây là cũng vậy, này lên bông mà chịu không nổi ha mấy nè. Rồi tiếp tục mình đi qua cái lô bên đây mình thấy tím sen. Tím sen đây là tím sen vàng hơi lở tròn ha mấy nè. Tròn gốc tàn tròn. Đây. À, tàn tròn đây mấy em. Coi lên búp nào quý cô chú. Kẹo quá trời. Đây em thấy cái tàn thông cho mấy em ha. Tàn thông thì đây. Thông lở nghe mấy nè. Đều là hai thằng là đều một cốt hết ha mấy nè. Anh chị em nào thích cái mà cái tông nào thì lấy cái tông đó ha. Cao 60 tàn thông. Còn bên đây cao 40 tàn tròn. Tàn ngang đều có 30 hết ha mấy nè. Quanh này dao động có 3-4 đi ha. 4 đi. Cả 4 á. Lớn rồi. Dạ. Rồi, giá mỗi chậu luôn. Tím sen gì có giá là 70.000, giá cũng không đổi ha mấy nè. Ai thích tàn tròn thì lấy tàn tròn, ai thích tàn thông thì lấy tàn thông ha mấy nè. Rồi, mình qua tới hồng phấn phất tím đi. Rồi, hồng phấn phất tím thì đi dài cho em thấy à. Lô này quá xá luôn rồi. Bữa nay lên mụ dữ lắm luôn nha mấy nè. Để em kiếm cái cây nào mà phơm tàn nó tròn. Mấy anh em ha. Cái lô này còn khoảng chừng 500 cây nha mấy anh em. 500. Lên bông đều hết trơn vậy mấy anh em. Đây. Cái độ sai hoa của phất tím mà con biết. Tím là mỗi đợt mỗi hoa mấy anh em ơi. Đó. Thì nè. Rồi qua đây đi tiếp. Cao khoảng 50 mấy anh em ơi. Tới ngang 20 ha. Đó. Cái này hàng này tại vì em làm thoát thân á, nó hơi chậm lớn. Hồng phấn tím này chậm lớn lắm nha mấy anh em. Quành bằng ngón cái ngón út đi. Dạ, nó còn lớn chắc cả 4 5 á. Thì với cái hai cây hồng phấn phất tím này có giá là 60.000 một cây ha mấy anh em. 60.000 là giá không đổi ha mấy anh em. Cây nào cũng vậy nha mấy anh em. Rồi, mình qua tới cái tông trồng hai màu đi. Hai màu. Hai màu hàng bụi trên chậu nha. Hàng bụi. Giữa đỏ và vàng, lá nhỏ. Để em kiếm. Có cam cà rốt nữa ha. Có cam vàng cam nữa. Đây. Đây đỏ vàng cái thằng này đi anh đây. Đây, đỏ vàng em trồng hai màu vô một chậu ha mấy nè. Rễ thì nó ra cỡ gì nè mấy nè. Nói chung là đây là quý chú, này nó nở bông rồi nè, đây nè. Lấy chậu này đi, chậu này bông nở đại diện cho quý bà con. Cao cỡ 40 mấy anh em, tại hàng này chứ đi công trình ha mấy nè. Này nở bông rồi mấy nè. Hai màu ha. Rễ ra trắng đít hết ha mấy nè. Cái này cao khoảng 40, cái giá hai màu này có giá là 60.000 cây nha mấy nè. 60.000 một chậu. 60.000 cây. Thì có đôi khi cũng có vàng và cam nữa mấy anh em. Nói chung nó phối hai ba màu vô vậy đó. Rất là đẹp ha mấy anh em. Lô này em còn khoảng hơn 500 cây. Rồi, mình tiếp theo qua tới đỏ đi. Dạ, đi lại đây nè. Hai màu phối vô vàng với đỏ. Mấy này mà anh em mua về để trồng công trình, trồng khuôn viên đồ rất là ok ha mấy anh. Tàn trên đây là siêu mịn luôn ha mấy anh. Đỏ vàng sen ha. Đỏ vàng sen đây. Vàng siêu mịn luôn. Cái này ba màu luôn nè anh thấy. Có cam nữa nè. À. Lâu lâu rồi đựng cây nha vàng mấy em. Đỏ và vàng cam. Đó, vàng đỏ vàng cam luôn. Ba màu. Kết luôn. Hợp vô một chậu. Dạ. Rồi tiếp tục là đỏ nha mấy anh. Thôi bữa nay lên bông rồi nè. Bữa nay quá trời lên bông mình thấy rồi. To gù kẻ úp hết trơn luôn rồi. Nè. Dữ lắm đẹp luôn nha anh thấy. Tàn này nuôi tàn thông nha. Dạ. Đây đây, em để lên đây cho mấy anh em thấy tham khảo ha. Quá trời đẹp. Cao là 65 nha mấy anh em. Tán ngang gần 30 á, cái này một cốt nha anh thấy, lên bông kẹo hết trơn anh ơi. Này về bà con mình muốn thoát thân lên đâu là mình tẻ à. Dạ, quá trời đẹp luôn. Đây, rễ thì nó ra nè mấy anh em. Trắng đít hết trơn ha. Rồi, cái này cây đỏ này giá cũng không đổi là 70.000 một cây nha mấy anh em. Rồi. Bữa nay lên bông kẹo hết trơn mấy anh em ơi. Quá sáng lên cái cơi đợt ha. Này, mỗi đợt mỗi bông không có còn sót cái nụ nào hết trơn. Đẹp quá trời đẹp. Cái lô này em còn khoảng 3.000 cây nha mấy anh. Anh chị em ôm lô thì cứ alo cho em. Giá thì này sẽ về mình trồng công nghiệp rất là hợp lý ha. Tại nuôi tàn thông mà. Đây nhỏ nhỏ mà coi vòng hoa nè. Này nó nở một cái là phủ hết trơn luôn. Rồi tiếp theo tới là vàng cam đi. Vàng cam anh đây. Đây bên đây vàng cam đi. Em chỉ cây nào trên đó. Đây. Vàng cam tàn thông nha mấy nè. Cao khoảng 60 nha mấy nè.
cái này là đều một cốt hết thấy mấy nè. Bằng cam cái dòng này rất là ít nha quý cô chú. Dạ. Là hiếm. Đây. Vàng cam này thì có giá cũng là giá 70.000, giá cũng không có đổi ha mấy nè. Vàng cam này thì cái lô này em còn khoảng chừng 200-300 cây mấy anh em ơi. Bữa giờ cũng bán lẻ cũng nhiều ha. Cây là đẹp không nha mấy anh em, tại vì em kê tàn sát á. Này khoảng 1 tháng nữa là mấy anh em mua về là có chơi luôn à. Nó ra toàn là kín mít luôn ha mấy anh em. Quá trời bông đẹp. Vàng cam lá nhỏ. Cây là em tạo tàn thông hết trơn nha mấy anh em. Khung sườn là em tạo hết trơn rồi. Rồi, mình đi qua tới Mỹ Hồng đi. Tiếp theo tới cái lô Mỹ Hồng quý cô chú ơi. Quá xá lên hoa luôn rồi. Lô này về quý cô chú mình trang trí trồng hướng lâu dài. Yeah. Và đặc biệt cái này có hai size nha quý cô chú. Mấy anh em ơi, tại đây em kiếm cái size nhỏ. Size nhỏ. Lấy cái này đi. Đây, size nhỏ thì nó gom tàn hơn mấy anh em ơi. Quá trời đẹp. Một cốt nha mấy anh em. Trời ơi, tàn. Quá trời. Thụ bông. Cao là 75 nha mấy anh em. Tán ngang này chắc cỡ 50 nha mấy anh em. Một cốt ha mấy anh em. Ồ, lên hoa nè. Cực kỳ. Đó. Thì cái size này, cái size nhỏ thì có giá là 80.000 hồi nào giờ thấy mấy nè. Hoành này cũng cỡ ngón út rồi quý chú. Dạ, nó bự rồi đó, nói chung là em làm có tóc thân luôn nha. Ok, hết trơn rồi. Đó. Giá có 80.000 thấy mấy nè. Size nhỏ là size cũng như vậy. Thì mấy anh em đặt em thì cộng size cộng số tiền thấy mấy nè. Nó size nhỏ, size lớn gì thì có đủ. Và đặc biệt lô này quý cô chú nào lấy giá sỉ thì mình cho cái giá rất là mềm hơn nha. Tại vì giá trên like là bao gồm phí ship rồi. 80.000 là cây này thấy mấy nè. Quá đẹp luôn. Rồi, lấy cái size, size lớn, để em qua đây. Đây, cái size lớn. Đây, cái size lớn này mấy anh em ơi. Cái size lớn thì gốc nó bự hơn ha. Tàn thì nó cũng có luôn, nó bự hơn nữa. Ồ, cái form này. Quá trời đẹp. Form này em làm lâu lắm rồi nha. Đặc biệt hàng thần chậu nha. Dạ. Này là cao cỡ 90 á. Tán ngang cỡ 70, cái này có hoành luôn ha mấy em. Em đo hoành được luôn cho mấy em. Hoành 6 nè mấy em. Đây. Size này thì có giá là 100.000 một cây ha mấy em. Rồi, size này sẽ lớn hơn tí. Lớn hơn mấy nè. Cũng như cây này đây là size lớn rồi mấy nè. Quá trời đẹp luôn. Ồ rồi, form tàn nè mấy nè. 100.000 một cây nha mấy em. Còn size nhỏ là 80 ha. Rồi. Hoành này cũng cỡ 5 nha quý cô chú. Hoành 6 có những cây 6-7 luôn. Rồi. Cái lô này em còn khoảng Mỹ Hồng này em còn khoảng chừng 800 cây nha mấy nè. 800. Cây nào cũng đẹp hết trơn nha mấy nè. Cũng ok hết. Rồi mình đi tiếp theo đây. Rồi mình đi tiếp theo ra lô kia. Đây là cái lô cây đang chuẩn bị phục vụ cho quý cô chú nào cần cái nguồn mà trồng cây tàn thông một cốt nha quý chú, tím sen nha. Thì vườn của Văn Vũ thì có rất là nhiều loại, rất là nhiều màu. Quý cô chú nào lựa chọn cái nguồn nào thì cứ liên hệ nhà vườn nha. Phát Thái TV chân thành cảm ơn quý cô chú đã xem và ủng hộ nhà vườn, ủng hộ kênh trong suốt thời gian qua. Và đây là cái lô mà dòng lá thái, lá sắn á. Đây, đầu rồi, con nào mấy em mới lên kẹo bóp ở trên, tại quay gần mới thấy nha mấy em. Một cốt này, một cốt lớn luôn nha mấy em. Em cây tàn là đặt kẹo hết trơn rồi. Cao là 60 mấy em ơi. Tán ngang là 45. Lô này rất là nhiều nha quý cô chú. Này em thay phân, em mới gãy phân luôn mấy em. Nó mua về là chay luôn, khỏi lần. Mình này cỡ 5 ha. Dạ, đó. Thì cái cây cà gót này có giá rồi cũng 70.000 đồng giá nha mấy em, không có đổi luôn ha. Giá nào cũng vậy. Cái lô này em còn khoảng xanh mướt ha. Dạ. Để tôi đang xịt thuốc với lại gãy phân rồi. Xuyên hoa lắm quý chú ơi. Mấy em ơi. Bông bóp lên kẹo hết trơn nha mấy em. 70.000 một cây nha mấy em. 70.000 một cây. Và đặc biệt cái thì trong vườn cái những cái clip trước thì có cái nguồn vàng nghệ lá thái á quý chú, nhưng mà bây giờ thì đứt hàng quý cô chú ơi. Chỉ còn cam cà rốt này thôi. Đây, như cái chậu này mà con thấy lên hoa nè. Trời ơi coi nè. Cực kỳ đẹp ha. Dòng lá thái nha quý chú, lá nó hơi dài hơn chút, nó sắn. Tiếp tục qua đây em báo cái cây chân vàng luôn anh thấy không? Đây là chân vàng nha mấy nè. Nó vàng thì nói chung là bữa nay em để tàn nó quá trời luôn rồi. Chưa có kịp ấy luôn mấy nè mà. Cao là 70 nha mấy nè. Đáng là 30. Đây, cây chân vàng bữa nay cốt bự lắm nha mấy nè. Cái này đáng lẽ em thúc tàn vô nữa, em để vậy đó cho mấy anh em về chơi luôn ha. Đó, cây này thì có giá thì cũng giá 70.000 mấy anh em ơi. Đó, bán đồng trạng cho mấy anh em chơi ha. Đó, vàng thì em còn số lượng rất là nhiều nha mấy anh em. Cây vàng nè mấy anh em, hàng này có hàng thoát thân luôn ha mấy anh em.
thằng phản tắc tắc máy ha. Coi cốt cán nè mấy nè, giá cũng 70.000, giá không đổi ha mấy nè. Rồi tiếp theo mình đi qua cái lô ngũ sắc anh thấy. Và cuối clip thì có cái lô trang ngũ sắc gấp 5 màu nha quý cô chú, có thể là 7-8 màu luôn nhưng mà tính quý cô chú mình 5 màu thôi. Đây để em vô bữa nay lên hoa rồi. Lên hoa bữa chưa lên hoa mấy anh em ơi. Đây trắng là 1, tím sen là 2, vàng là 3, cà gót là 4, đỏ là 5. Và đây hàng chủ lực đây là hàng hồng phấn thái 3 màu là 6 màu đó, 6 màu. Còn một màu hồng phấn phát tím nữa nha mấy anh em. Đây là vàng nghệ nè, đó là 7 màu luôn nha mấy anh em. Đó thì cái cây này để em đo thử coi. Vàng cam nữa. Vàng cam nữa đúng rồi. Là 7 đám màu, nói chung bao mấy anh em 5 màu ăn lên đó. Tàn thông và tàn tròn ha. Cao là 75, tán ngang là 50. Đó. Cái này một cốt nha mấy anh em, nằm cốt trên chậu ha. Đó, một nằm trên chậu, em chưa khui luôn. Chậu ghế nó ra kìa. Ghế gà bao luôn. Đó. Em chưa khui ha. Vành này cỡ 5 đi ha. Dạ, 5 6 đi. Đó. Nó cao dữ lắm nha mấy anh em. Đây, đủ màu hết trơn nha mấy anh em. Nó em giao lưu là có mặt hoa ha. Đó. Lô này cũng không có nhiều nha quý cô chú. Lô này em còn khoảng 100 ngoài cái gì. Đó. Cái này làm xin giao lưu với mấy anh em là giá là 300 ngàn em bao phí ship cho mấy anh em chơi ha. Rồi. Đó, bên đây cũng vậy nè mấy anh em. Đây mới gõ nữa nè, gõ đẹp luôn nè. Nó lên chưa hết, lên hết rồi là nhìn chị không nấu quý cô chú ơi. Đây, vàng cam, cam nè, cà gót nè là 4 màu nè, mà hồng phấn chủ lực nữa là 5 màu, đỏ tím sen dự tính nha nghe mấy anh em. Đó. Đây như cây này tông rất là đẹp nè. Đó, tông này thoát thằng cao luôn nha mấy anh em. Giá 300.000 rồi có mấy cái tàn tròn nữa mà tàn tròn thì không có nhiều. Đây tàn tròn nè, cái dòng hồng phấn ba màu này là nói chung là lá đặc biệt là cẩm thạch nha quý chú. Đây lá cẩm thạch nè. Đây cái lô này thì mới đóng mới xả nắng nha mấy nè. Đây thì em cũng xin báo với mấy anh em luôn, cái này thì cũng 5 màu nha. Đây là màu vàng đó, còn đây là tím sen, còn đây là vàng nghệ, đây là màu trắng. Đó, đây là màu đỏ. Đó, nói chung là bao mấy em 5 màu không ha. Đấy, mới xả nắng nè mấy em, chưa lên đều nha. Nhưng mà nói chung đó, là bao quý của chú mình hết, quý chú mình yên tâm nha. Tại vì trong vườn đó thì chú vườn ghép là làm dấu bằng keo hết trơn à. Băng keo vàng là màu vàng nè, băng keo đỏ là màu đỏ nè, băng keo đen đó là màu tím sen nè, băng keo xanh là màu vàng nghệ hoặc là vàng cam nè. Đúng rồi, bao mấy năm màu ăn lên hết trơn nha. Thì cái giá là 300.000 là em bao cái ship cho mấy anh em. Mấy anh em muốn lựa màu thì em lựa cho mấy anh em có màu sắc là đầy đủ ha. Có những cây là nó không lên đủ thì mấy anh em thông cảm, nhưng mà ở đây chủ vườn là em bao mấy anh em là năm màu cũng lên hết. Như thằng này lên hai màu nè mấy anh, lên hai màu gõ gạt ha. Đó. Đó, đây là cà gót nè. Đây màu vàng cam là băng keo màu vàng nè. Này còn trắng nè mấy nè, trắng nè ha, trắng nè. Đây là tím sen nè. Đó, đây là đỏ nè. Đó. Phấn thái ba màu nữa là năm màu mấy anh em, nó bao mấy anh em hết trơn ha. Rồi mình đi lại kia lên thấy. Rồi cuối chương trình, cuối clip là em xin nhắc lại combo. Thứ nhất là combo lá chung tàu vàng, hồng phấn lá chung, chân trắng lá chung, đơn nhung lá nhựa và mỹ hồng. Combo này có giá 400.000 bao ship cho mấy anh em ha, 5 cây 5 màu. Và combo thứ hai, combo thứ hai nó là gồm vàng cam lá nhỏ, hồng phấn phát tím, tím sen lá nhỏ, đỏ lá nhỏ và vàng lá nhỏ. Đó, combo thứ hai cũng có giá là 350 được 5 màu, nó em bao phí ship cho mấy anh em luôn. Còn mua lẻ thì mấy anh em ví dụ thích màu nào thì cứ liên hệ cho em, không lấy combo cũng vẫn được, mấy anh em chọn lẻ cũng vẫn được ha mấy anh em. Rồi Văn Vũ xin chân thành cảm ơn mấy anh em ủng hộ em cái clip vừa rồi, cũng mong mấy anh em ủng hộ em clip vừa này. Rồi, xin thành chân cảm ơn. Rồi đây quý cô chú thấy không, cam cà rốt và vàng nghệ pha chung hai màu để chung mà nhìn nó rất là nổi nha. Những cái cây nó phối màu với nhau thì nhìn phải nói là rất là cộm luôn. Rồi quý cô chú nào yêu thích cái dòng nào thì cứ liên hệ nhà vườn Văn Vũ sẽ gửi cây tặng nhà cho quý cô chú mình, đặc biệt bao phí ship luôn nha. Hẹn gặp lại quý cô chú ha.